mẹ người Hoa Bồ Tát này, thằng tàu lái rất bô trai. Nhưng lúc đó hai thằng chơi thân nhất vùng, đi đâu cũng đều áo quần giống nhau. Và còn người chị người gì đâu mà dễ thương, người thì cao dáng thanh tao. Nhưng lúc đó tôi thường hay đến nhà, tôi chỉ mong được thấy chị thôi. Ok chứ mình đi không không ạ. Và từng ngày tôi cứ đến chơi nhà thằng tàu lái, tôi ở đêm mai. Có lúc cả ba cùng chơi năm mười, tôi chỉ mong tìm thấy chị thôi. Ồ, như vậy có phải tôi yêu rồi không? Ngày tháng ấy là ngày tháng dấu yêu, tình yêu tôi như trẻ thơ không biết ngày mai. Và giờ mỗi thứ một mình tôi nhớ thương, tình yêu như con tim không mất mà nhớ. Rồi hai đứa đau chỉ biết nhìn nhau.